Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với video của công ty Nhạc Việt. Nếu như anh em đang tìm kiếm một cái men chất lượng dành cho dàn âm thanh của chúng ta mà giá cả lại phải chăng, một hợp lý, thì trước mặt anh em đây chính là men Mackie MX3500, một trong những đồ chơi mới nhất của hãng Mackie đang có mặt tại công ty Nhạc Việt. Và công suất của Mackie MX3500 là 1000W một kênh 8 ohm. Đó, và Bright là 2700W 8 ohm. Thì đây là mặt trước của MX3500. Đó, chúng ta thấy logo. Và hầu như Mackie đã sản xuất những cái men nào thì đều đạt chuẩn quốc tế và tỷ lệ nhiễu noise rất là thấp. Ở đây là phía đây là hai volume, các bạn thấy mạch báo nguồn, báo tín hiệu, báo clip và mạch báo ngắn mạch. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng anh em đi tìm hiểu phía sau và phía trong của cái men MX3500 này nhá. Đây, đây là phía sau. Chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là hai quạt tản nhiệt, hai đường input đúng không ạ? Và hai đường output để chúng ta đấu nối link sang một cái men khác hoặc cái loa sẵn công suất khác nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có là hai chế độ độ nhạy, đó chính là 0.075 và 1.4 để chúng ta cân đối phù hợp giữa các thiết bị men với nhau. Chúng ta sẽ có các chế độ là Bright, Parallel và Stair. Đây chúng ta sẽ có Out Speaker để chúng ta uốn ra loa nha các bạn. Công suất là 1000W một kênh 8 ohm. Anh em có thể chơi full và sub. Đây chúng ta sẽ có cầu chì và nguồn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn đi sâu vào bên trong để chúng ta xem ruột gan của MX3500. Đây là cái khúc cực kỳ quan trọng. Đó. Như các bạn thấy, đáp án chúng ta là nguồn xuyến. Nguồn xuyến này thì nó rất là bền nha các bạn. Và độ ổn định rất là cao, rất là ít bị hư nguồn. Đó, rất là bền. Và nếu như có sự cố xảy ra thì chi phí sửa chữa cũng rất là thấp. Mặc dù nguồn xuyến thì thường anh em bảo là nặng, nhưng đối với cái men MX3500 này chỉ có 18kg mà thôi. Thiết kế rất là gọn và nhẹ. Đó. Thứ hai nữa là các bạn thấy đây là hệ thống quạt đây. Thì theo hãng người ta công bố là độ nhạy rất là cao, tản nhiệt rất là tốt. Các bạn thấy là cái hệ thống tản nhiệt gồm có những thanh nhôm tản nhiệt. Và cái bo mạch ở đây, những cái khoảng sáng sáng này, họ cũng làm những cái tản nhiệt dành cho bo mạch luôn, chứ không chỉ những cái miếng thanh nhôm như này. Đó, thành ra là chế độ bảo vệ nhiệt cực kỳ tốt. Đó, hoạt động rất là tốt. Và cái mạch ở đây thì hãng người ta công bố là Class H. Như các bạn đã biết thì những cái men xịn của hãng QSC hay Crest Audio, họ làm toàn là mạch Class H hết, đúng không ạ? Thì tại vì Class H tiếng ca rất là đẹp. Đó, và toàn bộ sò là ở hệ thống phía dưới này. Hệ thống quạt, hệ thống tản nhiệt, bo mạch có hệ thống tản nhiệt luôn. Và những cái linh kiện thì ở nằm sâu ở phía dưới này, ở dưới những cái miếng tản nhiệt này. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn cục đẩy công suất của hãng Mackie, một đồ chơi mới, công suất 1000W. Và như các bạn biết, Mackie series MX này được thừa hưởng sự tinh tế từ những cái men rất là chất lượng từ trước, đó là M2000 và M4000. Các bạn anh em nào quan tâm đến cái men này 1000W cho dàn âm thanh của chúng ta chất lượng, giá cả phải chăng, thì hãy ghé công ty Nhạc Việt hoặc liên hệ với nhân viên của công ty Nhạc Việt theo số điện thoại mà mình để ở phía dưới nhé. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.